Rồi, sắp ok rồi. Hello, chào anh Bằng, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Nghe anh chị em, cảm ơn anh Trần Siêu, anh chị em các bạn chia sẻ về vấn đề giàu bên nước Mỹ. Thực ra thì theo thống kê của Mỹ, anh Bằng, anh Trần Siêu, anh chị em các bạn, cái giàu ở Mỹ nó chỉ có 1% thôi, 1% mà, có 1% mà, có khoảng 10 triệu, 10.8 triệu anh. Cái đó là người là giàu, nó theo thống kê của nó đó, là những cái thành phần này nó gọi là nó trong thống kê của Mỹ là nó giàu, còn đại đa số thì những thành phần trung lưu họ làm chết mẻ luôn. À, nói anh bây giờ mà nói anh mà ở Mỹ mà tại vì cái đời sống nó cao, cái GDP nó cao thì cái chính phủ của nó mà nó thu được cái đồng tiền thuế á, nó thu về á, rất là lớn. Chính vì vậy mà thằng chính phủ nó có tiền, mặc dù nó đi Rồi phải sao đi phải vay nợ, mai? nó đi vay nợ tùm lum về để đặng mà nó sống, nhưng mà nó đè đầu cái dân trung lưu qua làm chết mẻ luôn, nó làm thấy bà cố luôn. Tôi nói với anh á, ngay cả ở Mỹ nhiều người họ thấy là chạy được cái xe hơi là nghĩ là giàu rồi, không phải, không phải như vậy, không phải. Ở Việt Nam đời sống nó thấp thì cái cuộc sống nó thấp thôi, vậy mình phải so sánh, là mình phải so sánh như vậy. Cái cuộc sống nó thấp và cái cơ hội nó cũng nhiều. Như bây giờ nước Mỹ đời sống mà kinh tế mà nó gặp trục trặc cái gì một cái đó là dân Mỹ anh biết họ rất là khổ, đời sống của họ khổ, họ chỉ nắm được cái GDP của họ là cao thôi, tại vì nó là một cái quốc gia đời sống cao mà, nó là quốc gia đầu tàu mà. Nói rằng Mỹ giàu thực sự cái đó là mình chỉ nhìn cái bề ngoài thôi. Anh thấy người ta có được cái nhà cái xe là anh nghĩ là giàu rồi, bởi mấy ông mà chống cộng mà đi qua Mỹ cũng vậy, thấy ngồi được chiếc xe, thấy ở được cái nhà là giàu rồi, toàn là dân ôm nợ không à, ăn trước trả sau mà. Thằng Mỹ nó kích cầu cái đời sống của người ta là vậy đó. Một cái quốc gia mà anh nghĩ đầu tàu thế giới mà có 1%, 1% mà là giàu có thôi. Ngay cả chiếc xe, tôi nói anh, ngày hôm kia tôi đem chiếc xe, tại vì để chạy lâu ngày nó bị hư cái chìa khóa đó, cái chìa khóa xe đó, nó vô nó quốc tiền công không đó anh biết, đem vô dealer đó 350 đô, anh nghĩ đi, đụng vô cái gì cũng là tiền không à. Nó chỉ đổi cái ổ khóa, nó làm chìa khóa lại thôi, nó làm tại chìa khóa mình xài nó bị trục trặc, nó mòn, nó hao nó cái điện tử trong đó đó, mà đem lại nó ăn, nó để nó biên cái tờ giấy đó, để là tiền công 350, cái gì nó cũng đắt đỏ chứ, đời sống nó đắt đỏ lắm, chứ đâu phải là ở Mỹ là anh có được cái xe cái nhà là anh là ngon rồi. Nói không là tôi nói anh mà không đóng thuế thôi, thằng chính phủ nó cũng tịch thu nhà anh đó, chứ nó phải giỡn đâu. Đời sống ở Mỹ mà nói chung mà cày cày như con trâu con bò vậy. Chỉ có mấy thành phần mà chống cộng cực đoan, nói chung là mấy cái đám bao que xỏ lá nó lên mạng nó nổ, rồi nó làm cho những người trong nước, những người mà nhẹ dạ cả tin thấy như vậy mơ tưởng. Anh thấy tụi như con Rosa Đào, thằng Benny Trương, rồi thằng Tân Thái luôn, toàn là cái đám khùng khùng dở hơi biết bơi không, nhìn vào cái đời sống sự thật tụi nó sống ngoài ngoài đời, nó cũng có ra cái gì đâu. Nó đi anh mà đi tới mấy cái dân mà tụi Mỹ trắng nó khinh, nó nhìn bằng nửa con mắt mấy dân mà dân Việt của mình đó, chứ không phải là giỡn đâu. Tụi Mỹ trắng anh biết nó ở hả, là cái khu của nó, là cái khu của nó đó. Anh mà như ở chỗ tôi mà anh đi xuống khu mà gọi là Fountain Hill nè, Scottsdale nè, những cái vùng mà dùng dân mà tụi mà Mỹ mà gọi là nó giàu có, nó khá giả, vô nó nhìn những cái dân bản xứ khác bằng nửa con mắt. Nó sống hả, nó có câu lạc bộ của nó, cái câu lạc bộ riêng biệt của nó, đời sống của tụi nó. Bởi vì cái người Việt của mình, cái người châu Á hay dân bản xứ mà đi đến đâu là tụi da trắng nó bỏ nó đi hết, nó không có thích, chứ đâu Nói phải. chung là mấy 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 cái bạn kia đừng nói những cái giọng như thế, hơi thứ các bạn lại nói mà về Việt Nam mà sống đi, đúng không? Ví dụ như tôi đang ở Sài Gòn này này, đúng không? Mà bây giờ ví dụ như, giả sử tôi mà chuyển về cái sống, tôi là một cái địa chủ ở ở quê tôi, nhưng mà nói chung nó còn ràng buộc rất nhiều cái, cho nên các bạn nói các bạn không hiểu. Bây giờ ví dụ như đấy là cái bản thân thân tôi đấy, đúng không? Cho nên mình ở ngay Nói trong chung một đất nước Việt Nam, nghĩa là bây giờ ví dụ anh lại bên anh đang ở bên Mỹ rồi, bây giờ anh chuyển về Việt Nam anh sống thì nó có cái rất nhiều cái ràng buộc, nào là con cái để cuộc sống ở bên đấy mình quen rồi, đúng không? Về Việt Nam thì mình lại phải cũng có bỡ ngỡ, cái văn hóa thì nó lại khác đi một tí nữa, hoặc cái cách sống nó khác một tí nữa thì mình lại phải làm lại
từ đầu, đúng không? Những cái bản thân mình ở trong đất nước Việt Nam này, nói chung là ví dụ tôi chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay tôi về quê Nam Định tôi sống, đúng không? Thì nói chung suốt cả cuộc đời tôi từ giờ cuối đời tôi sống một cuộc sống xa hoa sung sướng đối với này, ví dụ như cái tài sản của mình, nhưng mà nói chung chuyển về đâu có chuyện dễ. Cho nên các bạn bỏ ngay những cái câu hỏi đó đi, nó nhàn, đúng không? Xin mời các bạn. Nói chung mình bằng biết mấy cái thằng mà tụi nó cuồng Mỹ á, nó cuồng Mỹ á, khi mà mình nói về mặt trái của Mỹ á, tụi nó sợ lắm, nó không thích, nó không có thích nói ra. Mà trong khi đó báo chí của Mỹ và truyền thông của Mỹ người ta nói âm ầm, người Mỹ họ họ thực tế và thực dụng lắm, chứ không phải giống như mấy cái đám mà chống cộng cực đoan bao que xỏ lá ở bên Mỹ. Tụi nó sống rất là ảo tưởng. Ở Việt Nam á, có nhiều thằng giống đời sống của nó cũng chẳng ra gì mà nó qua được tới đất Mỹ rồi bắt đầu giống như nó tưởng nó lên thiên đàng. Thằng Mỹ nó thảy ra cho cục xương cái ngậm rồi nút tục 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 tối ngày cái bắt đầu mê lên, bắt đầu khoái lên, mua được cái tivi, mua được cái xe, về nhà là Khỏe. ngồi đó khoe lên, mừng mừng lên. Mà trong khi đó giờ dân Việt Nam người ta cũng đầy đủ thôi. Nói chung nói bây giờ dân mà giàu có trong Việt Nam, dân mà Việt Kiều mà nói xong không xin họ lỗi mà đụng chạm nhiều Việt Kiều, chứ dân Việt Kiều Mỹ mà về không có cửa đâu, không có cửa đâu. Đừng có nói mà bày đặt mà tôi qua Mỹ là tôi ngon, tôi ở tôi giàu có, giàu con Trần mẹ Xúc, gì. Trần Xúc điên lắm. Sao Trần Xúc ngày xưa hình như cũng cũng gốc Bắc, hình như Bắc năm 54 cũng về nay về Bắc mà sống. Đùa cho nên thôi em à, anh nói em lo làm giấy đi, làm lương để lo vợ con đi. Nó làm như nước Mỹ có nội cha hay gì. Ngay cả thằng Mỹ này nó cũng qua nó ở cái đất của thằng da đỏ thôi. Thật sự là gì, bởi vì nó bây giờ nó phải trả lại cái đất cho thằng da đỏ đó. Thằng đâu nó phải miễn thuế cho thằng da đỏ. Nó cũng đi tới cái đất Mỹ này nó đi kiếm cái đặng mà nó sống thôi. Cái đất Mỹ này, nếu mà nói đi về Việt Nam sống đi thì chỉ có thằng da đỏ nó mới có quyền thôi. Tại vì đất nước này của nó mà. Cái nước của nó cả mấy ngàn năm gì chứ, lịch sử đã chứng minh rõ ràng như vậy. Nhưng mà người ta sống, người ta qua đây rồi bây giờ nó mọc rễ một cái rồi thì nó sống bình thường như thôi. Nói chung là nước Mỹ nó đa dạng lắm, nó là một cái hiệp chủng quốc mà, và người ta chấp nhận những cái mặt trái của cuộc sống để người ta vươn lên, chứ không phải nói ra rồi giống như mấy cái thành phần mà chống cộng cực đoan bên Mỹ. Ôi, bây giờ Việt Nam ở đi. Ồ, nghe nhục cái bà. Tự nhiên rồi Lợi Minh là ở Việt Nam, muốn ở Việt Nam là ở. Nói cho thằng Quốc, xin lỗi, bật mí là thằng Quốc mới biết anh Lợi Minh năm nào anh cũng về Việt Nam. Bây giờ đấy, cho nên là anh hiểu rất rõ về tình hình Việt Nam. Năm anh về về Việt Nam cỡ khoảng gần một tháng. Cho nên là đừng có nói anh không hiểu. Có khi là bạn có cái đầu óc của bạn nhiều khi ngu si lần đồn mà không có cái đầu óc mà nhìn tìm hiểu được cái xã hội Việt Nam đâu. Có cả hộ chiếu Việt Nam luôn, có cả giấy chứng Đúng, minh nhân dân đúng luôn, rồi, phải có luôn. một điều mà tôi quên tôi không nói. Anh có hai quốc tịch, một quốc tịch Mỹ, hai quốc tịch Việt Nam. Đúng không? Anh vẫn cứ đấy. Đời Cho nên sống là cái quyền lợi của mình thôi, chứ đừng có gì đâu mà về Việt Nam ở đi. Nước chung Việt Nam quê hương của mình, nguồn gốc ngay cả mấy thằng mà nó mấy thằng Ý, mấy thằng Đức nó qua Mỹ vì nó sống thì nó cũng giữ cái quốc tịch của nó cũng về quê hương của nó làm nó có những cái lợi, cái thuận lợi của nó thì nó cũng về Việt Nam nó sống thôi. Nói chung đời sống ai đất lành thì chim đậu, rồi người ta có cái cơ hội người ta đầu tư, người ta làm ăn thì người ta được cái này thế nọ thôi, bình thường. À, hộ chiếu Việt Nam không? Đó. Hộ chiếu Mỹ nữa nè. Chứ đâu phải nè, nè nè đã không? Muốn muốn cái nào là có cái đó. Đó, hai quốc tịch đấy, đó, hộ chiếu Việt Nam, hộ chiếu Mỹ ấy. Nói là có đàng hoàng chứ bộ, chứ đâu phải là xạo đâu. À, mấy ông chống cộng đó toàn là xàm không à, chẳng ra gì hết. Hộ khẩu nè. Thấy không? Đấy. Hộ khẩu Việt Nam đấy. Đấy, hộ khẩu nè. Có đầy đủ sổ sổ đỏ luôn. Muốn muốn cái gì còn có cái đó thôi. Nè, giấy chứng minh dân nè, thấy không? Không cho coi hết. Đấy. Không Chứng cho minh coi dân Việt hết. Nam đấy nhá. Đây giấy chứng minh dân, thấy không? Đó. Đâu có gì đâu. Đâu có gì đâu.
mà phải về Việt Nam sống đi quyền lợi của người ta, nước Mỹ là sổ đỏ rồi. Có sổ đỏ đàng hoàng đó nha. Nói chung là nó nói về vấn đề mà dân giàu rồi ở ở ở ở Mỹ nó chỉ có 1% thôi anh Bằng ơi, không có nhiều lắm đấy. Cái thằng Sương Đình mày thấy không, anh Đợi Minh này, đây sổ hộ khẩu Việt Nam này, quốc tịch Việt Nam này, quốc tịch Mỹ này, nói chung người ta nói chung đấy, thấy chưa đấy, muốn mấy chỗ đấy, muốn mấy chỗ đó, quy đấy, đấy. Đó. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đấy, thấy không đó. Được chưa? Thấy không? Thấy không? Bà que. Thấy chưa bà que? Cộng sản mà. Đó. Được chưa? Thấy mẹ con như là thằng Trương Đinh mẹ nhìn thấy nuốt nước bọt bọt ưng ực. Chứ đâu bám, phải quyền lợi. Đúng rồi, bám gót thôi. Anh Nhật Minh đi. Nè. Nè. Được chưa? Hả? Thấy chưa? Úi giời, nói chung là súng K54, K59, à K59. Thấy chưa? Bọc rồi, sợ ba que thì đi sợ. Tưởng đó là nói chung là Mỹ, đời sống ở Mỹ mà hằng nào khôn giờ thì giải chịu thôi. Phải làm. Nói chung là ngay cả tôi bây giờ mà làm chết mẻ. Bây giờ thì làm mình phải còn phải đóng thuế này kia, phải lo cuộc sống nữa. Có được cái xe tôi nói vất vả lắm chứ phải giận. Nói không mà tôi mua bảo hiểm tiền xe mà tôi mua bảo hiểm không là không có không mà làm ba tiền là chết rồi. Đi ra ngoài đường mà chạy chiếc xe mà không có bảo hiểm đó, làm cảnh sát nó phạt má nhìn không ra luôn chứ không phải giỡn. Các bạn biết chứ là chứ không phải là nói tôi qua Mỹ là tôi lên được thiên đàng đó. Đời sống ở Mỹ, cái người giàu trong Việt Nam bây giờ nó thật sự mà nói họ sống ngon hơn dân bên Mỹ nhiều, sống nhiều ngon hơn bên Mỹ nhiều. Anh Lợi Minh về đấy qua nhà tôi, xe của tôi hiện nay 3 tháng tôi chưa đưa ra khỏi nhà. Thì đó anh thấy không, để bụi lên là mở chạy chạy thôi. Còn bên Mỹ mà chiếc xe mà nó nói để nằm ở nhà không á, đóng 1 năm là 2.000 đồng tiền bảo hiểm rồi, đâu phải giỡn đâu. Tôi nói mà mua xe mà xe hiệu đóng tiền bảo hiểm còn mắc nữa, đóng thế mà cầu đường á, hàng năm còn giả mang xe mà mới mà xe hiệu á, như lắc xịt rồi mặt xây đi coi, nó đóng thế rất là cao chứ không phải giỡn. Nhưng phải như mấy ông mà chống cộng cực đoan ở Mỹ mà lên trên này mà gọi là tiên triền Mỹ dân xảo trá, tôi không có đồng ý về vấn đề mà nghĩ ai mà nói vì nước Mỹ giàu á. Là không phải là tôi, không phải là tôi ganh tị hay gì, nhưng mà tôi giải thích cho thấy cái giàu của Mỹ nó chỉ có 1% mà. Các bạn nghĩ đi, hơn 300 triệu dân Mỹ mà nó có 1% thôi, thì cái đó ở cái mức như vậy là nó đâu phải là ai cũng giàu hết đâu. Mà thấy người ta có cái nhà cái xe hay đời sống vật chất nó cao đó, nghĩ rằng cái đó là giàu, không phải đâu. Không phải ăn được con tôm hay hùm. Trời ơi, cái bạn nói xạo vừa thôi. Anh Lợi Minh anh vừa trưng ra đúng không? Mà còn tôi, nhà anh Lợi Minh về coi như cũng đến thăm gia đình tôi rồi. Biết gì? Các bạn, khu nhà quay ra thì nút nước bọt được ngược thôi. Cái khu của anh Bằng là cái khu gọi là 30 mấy chục tỷ một căn, chung là bấy ít đâu. Đụng vô là trái tay. Giờ dân Việt Nam nói chung, tôi nói thiệt mà nói, dân Việt Nam họ khá giả lắm, dân Việt Nam họ khá giả, họ không có giống như là phô trương ra hay là nhà nước nó quản lý được. Mỹ nó quản lý về dân sự rất là hay, tại sợ thuế đó, sợ thuế vụ á anh Bằng, nó đúc kết lại cái tệ đồng tiền của người dân. Còn chính phủ Việt Nam mình á, họ không có cái hệ thống đi là bấy cái hệ thống mà mạng cái số sinh xã hội để đặng mà họ quản lý cái người dân chặt chẽ giống như Mỹ, cho nên họ nắm cái gì nó cũng chặt chẽ lắm. Họ cái gì đề mà giàu nghèo và dân số rồi cái cuộc sống ở Mỹ nó rõ ràng lắm. Về vấn đề mà xã hội, mô hình xã hội dân sự rồi anh chị em các bạn nhớ như vậy. Còn Việt Nam của mình hiện nay thì trên thống kê thì chỉ nó cũng người giàu cũng đông lắm, như ông
Phạm Nhật Vượng đó, các bạn thấy là tỷ phú Việt Nam đó. Ông đó là ông nói cả cái bộ máy chính phủ Việt Nam là ông bỏ tiền ra là ông làm thịt hết được luôn. Ông tuyên bố là như vậy đó, ông mua được hết Trời, luôn. cho Nghĩ nên là là xin lỗi sức mạnh của ông. anh Lợi Minh này, cái thằng Trần Trúc nó bảo là ông Lợi Minh ấy ăn sáo đái bát, tức là ấy rồi còn phản chủ, tức là anh Lợi Minh không có chửi nước Mỹ, tức là mình cũng nói về cái tốt đẹp và những sự thật của nước Mỹ và những sự thật của những người Việt kiều, tức là những cái bọn chống cộng cực đoan ở bên kia thôi, đúng không? Chứ anh Lợi Minh đâu có chửi nước Mỹ đâu, mà đâu có chửi bà con Việt kiều đâu, chỉ nói cái sự thật Cái về cuộc sống đấy ở đó là bên những Mỹ cái thống là như kê, thế. ừ, Cho đúng nên rồi, là bằng cái cái đó đầu óc là của cái bà thống là một con kê thằng em ạ. mấy thành phần mà nó cuồng Mỹ á, anh biết nó Đúng rồi. ăn bám của nước Mỹ á, cho nên nó mới nghĩ rằng là phải mang ơn nước Mỹ. Nói chung thằng Mỹ nó không có cái gì mà phải mang ơn cả. Đối với tôi thấy nước Mỹ, thằng Mỹ tại sao có làm thì anh mới có ăn thôi, anh không làm mà thì anh ăn bám vào xã hội, phúc lợi xã hội những người khác, người ta đóng thuế vào cho đó cho anh ăn thôi. Ừ. Cho nên cái gì mà phải phan ơn, cái đó là tầm bậy tầm bạ. Ngay cả người Mỹ họ sống cũng vậy thôi, làm mày muốn ăn thì mày lăn vào bếp, muốn chết thì lết vô hồn, chứ không có kiểu là cồn Mỹ nữa, tao phải mang ơn thằng Mỹ này kia. Bởi mấy cái dân mà gọi là dân mà gọi là low low class, dân mà thấp kém, giống như mấy thành phần mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ, nó hất hèn, cái phải nói là rất là nhục nhã sống ở một cái xứ Mỹ mà nó lô đời sống không có ra cái hồn vía gì hết. Cho nên thì tôi thấy nghe anh Bằng với anh Trần Siêu nói về đề giàu bên Mỹ thì tôi chỉ lên cho anh chị em các bạn thấy nó chỉ có 1% thôi, 1% thôi, khoảng 10 triệu 800 8 1.8 triệu, 10.8 triệu thôi, chứ nó không có số nhiều lắm. Cho nên tất cả ở bên ngoài đời sống ở bên ngoài nó chỉ là ảo tưởng thôi anh chị em các bạn, nó chỉ là ảo thôi. Chính vì vậy mà nhiều người Việt của mình đó, họ qua được Mỹ rồi giống cái họ bị ảo, họ cũng sống ảo rất là nhiều. Rồi, sao đi ngủ sớm thế, nguyện mai. Cho nên không phải ai qua Mỹ là cũng giàu có đâu, các bạn biết có nhiều người qua xong rồi cũng tất tần tật, khổ lắm chứ không phải giỡn đâu. Thì Có nói nhiều Hải Nguyễn biết là Trần Trúc là cái thằng tâm thần, anh nói đầu óc nó như tâm thần mà nó hoang tưởng. ở Mỹ tôi làm chức bà cố bao mấy chục năm rồi mới có được như ngày hôm nay, chứ đâu phải là ngồi đó chờ nước Mỹ nó ban phát đâu. Nếu mà ăn được của Mỹ hả, anh Bằng biết nếu mà mình ăn trợ cấp xã hội của Mỹ hả, tài sản đó là của nó. Cho anh biết anh ăn đó, là tài sản đó, ví dụ như anh mà có chuyện gì đó là thằng chính phủ nó tự động nó lấy hết, nó lấy hết chứ không phải giỡn đâu. Đâu phải là anh ăn được của nó là nó cho anh ăn ngọt xớt gì đâu. Thằng Mỹ mà thằng chính phủ Mỹ nữa, nó bỏ tiền ra mà mình mà ăn của nó, là sau này bất cứ anh có chuyện gì anh không cần phải di chúc di con khỉ gì hết, là nó lấy cái tài sản đó. Đó, tại vì nó tiền đó nó bỏ ra nó nuôi anh, thì nó anh có chết thì có bất cứ chuyện gì là nó tự động nó lấy về hết, không có ai giành được chứ. Để bữa nào tôi đưa cái link đó cho mà xem biển đề luật của Mỹ, chứ đâu phải giống như mấy thành phần mà chống cộng cực đoan lên thế này tuyên truyền láo phép. Còn vấn đề ở Mỹ, tao làm tao đóng thuế, tao nuôi tụi bay, mà tụi bay nói rằng ăn chén đá bát Bây giờ nhá, tâm thần hỏi chỗ không là nào tiền bây giờ thuế tôi đóng, tôi nói cho anh nói Bằng biết, tôi lấy Trần cái giấy Trúc này, thuế mà mày tôi thử đóng đi mà. hỏi một cái người mà ví dụ là bình thường ở trên cái vùng Lâm Đồng nhá, cái vùng Đức Trọng bây giờ bà xem, mình chỉ hỏi bình thường nhá, xem mọi mọi người trả lời một cách thẳng thắn, xem mà có bảo là em tâm thần không? Nhiều khi là mình tâm thần nhưng sao mình biết là mình tâm thần, chỉ có người ngoài á, anh không phải là anh nói đều của em đâu, anh nói rất thật đấy, thật lòng á, chứ anh nói đều của em được cái gì. Cho nên em chỉ ra cái vùng Đức Trọng cái thứ em hỏi quanh vùng người ta biết em ấy, hỏi xong rồi là em như nào, anh nhận xét thì em như nào. Nhưng bây giờ cái vùng Đức Trọng người ta trồng cà phê, trồng chè nọ kia các thứ, anh thì nói chung có người nhiều người ở cái vùng Đức Trọng và vùng Di Linh, người ta trồng cà phê chịu khó các thứ, bây giờ người ta thành tỷ phú hết, nhưng một Ừ. hết cà phê hơn 1 tỷ đồng, giá cà Đúng phê rồi anh tăng bạn. cao, em chịu khó em làm là nói chung cũng giàu có vậy thôi, nhà nước tạo điều kiện cho em làm chứ có gì đâu, đóng thuế đóng má gì của em đâu.
Dung Đúng rồi. em coi như mắc bệnh tâm thần, nói Tôi làm chung cà phê nói ở lăng lung mặt tung nông chả nghiệp đâu thôi. đâu cả. Đúng rồi. Nói chung giờ dân làm nông nghiệp bây giờ nhiều nhiều tay, tỷ phú, đại gia rồi họ lên đời rồi quý dân lắm. Nhiều ông nông dân bây giờ mà đi đi làm ruộng làm vườn chạy xe hơi không á. Đúng, ở trên Nhiều Tây quá. Nguyên rất là nhiều. Vâng, Ừ, bây giờ những cái hộ mà người ta có xe bán tải, người ta vừa đi chơi mà người ta lại dùng để chở cà phê hoặc là tiêu hạt tiêu hoặc các thứ rất là nhiều ở trên cái vùng Tây Nguyên. Bây giờ người ta giàu lắm, nên chỉ có những cái thằng mà coi như là siêng ăn mà miếng làm, nó muốn làm ngửa ăn sẵn thì nói chung là nghèo nó ở xã hội nào thế này. còn nói về người nghèo bên Mỹ á, hiện nay là cái người mà gọi là nghèo 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 tận đáy là 40, Đúng hơn rồi. 47 Thì bây giờ tuổi, này em hơn mà giả 47 sử em có tuổi. tiền ấy, thì em xuống nhà thương Nguyên Hòa em chỉ bảo các bác sĩ tâm thần không, anh nói với vô tư ấy thử khám xem em có bị mắc không. Anh tin chắc chắc rằng em bị mắc. Nếu mà em không có tiền em xuống đấy là em inbox cho anh gửi tiền anh cho em xuống bệnh viện tâm thần Biên Hòa. Anh bạn biết đó, thì nói về cái nghèo bên Mỹ, anh nhìn thấy bây giờ nói chung là kinh tế nó khó khăn, dân Mỹ họ khốn đốn dữ lắm. Ở bên Cali là nói bây giờ mà đi xuống thành phố Los Angeles thôi, anh cho bạn với em các bạn xuống coi, dân mà gọi là dân sống người là nghèo tận đáy, rất là tội nghiệp chứ không phải là giỡn đâu. Nếu là ngay cả trong cái cộng đồng của người Việt thôi cũng vậy, những người nghèo đi ra ngoài cái khu phố Bosa đó, anh chị em các bạn đi ra khu Bosa gì ở phía sau chợ Bến Thành đó, phía sau đó đó gần như là một cái nơi tập trung của những người mà giờ Việt kiều, những người mà Việt kiều Mỹ đó, những người mà gọi là sống vô gia cư đó, họ trùm mền, họ đắp chiếu trời nắng trời lạnh ngủ ở đó thấy tội lắm nha. Rồi đứng ở ngoài cái chợ chợ Bến Thành đó, đứng đó xin người này đi ngang khi cho cả khúc bánh mì, ổ bánh mì hay là 1 đồng 2 đồng đủ thứ hết. Nói chung là cái đời sống nghèo giàu bên Mỹ nó rõ rệt lắm, đi ra đường rồi sống ở những cái khu mà ổ chuột cũng vậy nữa, đến những cái khu mà dân nghèo vậy, nó nhà cửa nó lụp xụp lệ xệ, thấy nhìn thấy thê thảm lắm. Để hơn như mấy lần mà tôi quay ở trên mạng bởi mấy cái tụi mà chống cộng cực đoan bên Mỹ nó không thích, nó nói là tôi nói xấu nước Mỹ, mà trong khi đó là đời sống nước Mỹ đó thật sự các bạn biết, họ sống bằng những cái khu nhà mà gọi là nhà mobile home đó, cái nhà nó lụp xụp lệ xệ, nó gió mà lớn gì nó bay là nó bay đó, nó chổng cẳng nó bay, nó mọc cánh lên nó bay, cái tội lắm chứ không phải giỡn đâu. Đúng Nhiều rồi, các cái bạn sáng suốt đấu tranh này. Bây giờ từ vừa nãy tôi cũng băn khoăn. Các bạn là có cái Amata là cái cờ ba sọc, tôi chả hiểu như thế nào. Thì rồi tất nhiên là cái kênh của tôi các bạn vào thoải mái, có mang lịch ba sử, sập đừng bốn có sập chửi gì Hồ Chủ tịch này được. nói chung Nhưng ba mà sập nếu bốn mà sập bạn ấy, mà ở bên đấy thì nói chung là không hiểu, các bạn hãy giải thích cho mình tại sao bạn để cái cờ ba sọc ở đấy, ở cái Amata của bạn. ảo Nó tưởng sợ. vậy thôi, chứ hỏi anh chứ giờ có nhiều đứa nó qua bên này thì nó bị tuyên truyền bởi mấy thành phần mà chống cộng cực đoan ngồi đó ôm hận thôi, nó ba sọc giờ nó giống như cái vẻ gắt thôi. Hỏi anh chứ một cái lá cờ, nó chỉ Mỹ nó có vô số cờ xí treo á, thì anh cũng phải xin phép, anh cũng phải có cái hạn định ngày tháng giờ giấc để treo bao nhiêu ngày thôi, anh phải xin rồi treo được bao nhiêu ngày rồi anh cũng phải dỡ xuống. Nó Mỹ nó cái hiệp Trung Quốc mà đi ra kia, nó cờ của nó là ngay cả cái tiệm, cái chợ, cái nhà hàng, cái tôn giáo hay là cái mọi cái sắc tộc nó có cái lá cờ của nó. Nhưng mà Mỹ nó chỉ có 2 lá cờ chính thôi, đó là cờ liên bang với cờ tiểu bang, nó chỉ có 2 lá cờ. Còn những cái lá cờ kia nói chung là anh muốn làm lá cờ nào anh cứ treo lên thì anh cứ xin phép anh treo thôi, anh treo được bao nhiêu ngày anh phải rỡ xuống thôi, À, chứ ba có sọc ra sọc đứng. chứ chứ bây giờ hỏi anh chứ nó ảo tưởng thôi, nó đầu độc những cái người mà nhẹ dạ cả tin thôi. Cho nên vừa rồi anh thấy cái cuộc mà bạo loạn vừa rồi đó, nhiều người cũng thức tỉnh, tôi thấy trong cái buồn cái những cái nan đề mình thấy, nhưng mà nó cũng có những ra những cái hay trong đó, người ta thức tỉnh rất là nhiều. Chửi oan rồi nhá. Nhưng mà này Đạt này,
chú thấy là coi như là cũng có một cái số ở kênh bên kia, chúng nó ấy ra cũng để sọc đứng, thì thực tế chúng không quan tâm đến là để sọc đứng nó đúng hay sọc ngang là nó đúng. Nhưng mà chú thấy cũng có một số cái thằng bọn chống đối cực đoan kia khi lên lên livestream nó cũng để cái cờ ba que, nhưng mà nó cũng để đứng đấy đấy, không để ngang. Chú cũng không không hiểu là cái chuyện để đứng để ngang đó, mà nhìn thấy là cũng ghét ghét rồi đấy. Nói chung thì nước Mỹ thì tôi lên trên đây tôi giải thích cho anh chị em thấy để thấy những cái sự mà nó khó khăn đằng phía sau đó, nó có nhiều thứ lắm chứ không phải giống như là những người mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ họ tuyên truyền hay là họ hô hào đâu, nó hoàn toàn không giống gì, nó chỉ là một cái sự gọi là xảo trá bịp bợm thôi. Thì giàu bên Mỹ thì bao nhiêu mới gọi là giàu, anh cũng phải làm chết bà cố luôn, còn không thì ăn bám phúc lợi xã hội Mỹ, ăn bao nhiêu đó rồi nói chung là nó cũng chẳng vào đâu cả, cuộc sống nó cứ lây lất qua ngày vậy thôi. Vì bây giờ Việt Nam đất nước đổi mới, cái con người Việt Nam người ta đang tiến tới, họ đang thay đổi cái lối sống để cái cuộc sống nó khá hơn, nó tốt hơn. Về Việt Nam nói chung là những cái người mà nghèo ngày xưa bây giờ người ta cũng lên đời, người ta có chịu khó làm ăn, người ta cũng khá giả lên. Ngay cả tôi thấy có những người họ đi bán bưng từ cái xe bánh canh hay là họ bán cái xe cái gánh hủ tiếu thôi, À ra thế. họ cũng cất được cái nhà cái cửa, họ cũng có được chỗ ở, họ cũng có được cái đời sống nó sung túc hơn, nó cũng khá hơn. Ở bên Việt Nam bây giờ người ta xài người ta chạy xe Honda, ở bên Mỹ thì ta đi xe hơi, tại vì cái Vâng. nhu cầu và đời sống xe hơi bên Mỹ nó là cái phương tiện, xe ô tô đó nó là cái phương tiện, còn ở Việt Nam á, xe ô tô Việt Nam xe hơi á, nó là một cái gọi là xa xỉ phẩm, nó là một cái có cũng được không có cũng không không có chết, nó không có cần có, giống như để chứng tỏ cho người ta biết là mình là một người làm ăn thành đạt và mình có được cái tài sản như vậy. Còn ở Việt Nam, ở bên Mỹ thì cái xe hơi nó chỉ là một cái phương tiện để đi lại thôi, không những có nó còn phải nuôi nó nữa, như tôi nói nó xách chiếc xe vô trong dealer thôi mà đưa cho nó chỉ cái ổ khóa nó bị hư đó. Cái chìa khóa nó bị hư đó. Mà nó mất 350 đồng tiền tiền labor tiền tiền công đó. Cũng khiếp không, năng tiền nó chém tiền công rất là dã man. Cái gì đụng vô nó cũng tốn kém đó. Nói gì vấn đề mà xe hơi bên Mỹ mà xách tới mùa tới lúc mà phải đi gọi là bảo trì cũng bị nữa, nói mà đi lắc xịt hả, tốn 1.500 hay cho đến 5.000 tiền bảo trì cho các bạn biết đó. Nó tới cái hạn định của nó man, còn chưa nói đóng bảo hiểm nó tốn kém dữ lắm, đời sống nó cao mà, thì cái GDP nó cao, đời sống nó cũng cao và cái gì nó cũng cao hết, chứ đâu phải như là những người chống cộng mà họ lên trên này họ hô hào đâu. Tôi thì cái gì mình phải nhìn nó thực tế hơn, nó rõ ràng hơn, không phải mấy anh nghĩ là mấy anh qua được nước Mỹ rồi mấy anh lên được thiên đàng đâu. Tôi không nghĩ có nhiều người đi về Việt Nam, các bạn thấy bây giờ ngay cả những nhóm mà tài tử họ một thời mà gọi là kiếm ăn ở bên Mỹ rất là ngon lành, bây giờ họ về Việt Nam đó, như là Elvis Phương về Việt Nam như là đại gia và sống ở trong khu Phú Mỹ Hưng đó. Thì tôi chỉ chia sẻ vậy thôi, hết giờ chưa anh Bằng? Còn khoảng 10 15 phút thôi. Còn 10 đến 15 phút thôi. Mình làm hết giờ rồi, 4 tiếng rồi, quá giờ làm 4 tiếng. Nói Trần Trúc nói một câu cho Trung Quốc nó xả cái đập ở sông Mekong thì sao, nó xả thủy điện ở trên kia nhá. Nó rất nhiều tầng thủy điện. Ở bên Trung Quốc thì nó có một số cái, rồi là bên Lào thì nó cũng xây một số cái. Cho nên bây giờ ví dụ là chỉ mình có cái ủy ban hợp tác cái sông Mekong ấy, nói cho thằng em Trúc biết là như này, nghe chưa? Ví dụ nó xả đập mà ví dụ nó lớn quá chẳng hạn thì mình ở đây dùng phương pháp ngoại giao, bảo thôi bây giờ ông phải đóng mình bớt đập lại để cho nó ấy nó đỡ lụt thế kia, mình vẫn được mà cho nên cái một cái thời gian nó nói mình Trúc
biết thế, ở ở cái đồng bằng sông Cửu Long nhá, bị hạn nọ kia tất cả các thứ, thì mình cũng dùng phương pháp ngoại giao để Trung Quốc xả bớt ở trên kia xuống để cho ở dưới này nó đỡ hạn. Đó là cái những cái gọi là ngoại giao khôn khéo đúng không? Đấy. Chứ còn cái đất nước nào ví dụ người ta cũng phải bảo vệ cái quyền lợi của cái đất nước đó. Nhưng mà mình cũng có cái gọi là cái ủy ban của sông Mekong, Trung Quốc ở Myanmar, Thái Lan, Lào và Campuchia, Việt Nam. Đấy. Cho nên là ví dụ khi có cái tình hình gì hạn hán hoặc là nọ kia tất cả các thứ thì mình có khả năng là mình cũng cũng đề nghị ở bên giữa thượng nguồn chẳng hạn, người ta chỉ xử lý cái nọ cái kia, nhưng mà nói chung là cái quyền lợi quốc gia của người ta vẫn là đứng trên hàng đầu. Ví dụ ở trên kia chẳng hạn, người ta nước cũng ở cái đập thủy điện người ta cũng có ít thôi, thì người ta là, nói chung là người ta cũng phải về bảo vệ cái quyền lợi của cái đất người ta. Đúng không? Còn nói với Trần Trúc này, bây giờ cái cuộc sống muốn ấy, bây giờ anh thì anh cái tuổi của chú thì anh biết rồi, cho nên là muốn muốn coi như là cái cuộc sống ví dụ sau này nó khá giả lên, ví dụ con cái các thứ, thứ nhất mình phải có một cái nền, thứ nhất ông phải phải ngày xưa ông phải cố gắng ông học hành đi để cho ví dụ ông giỏi giang hoặc cái đầu ông mở mang một tí đúng không, sau này từ cái học của mình bắt đầu trong cái cuộc sống mình phải chịu khó, cái thời gian mà trẻ chẳng hạn mình chịu khó mình làm ăn tất cả các thứ thì cuộc sống nó tốt hơn đúng không, chứ còn bây giờ mà cái xã hội nào, thế bây giờ xã hội Việt Nam hiện nay người ta người vẫn tạo cho tất cả cái mọi người người ta coi như là làm ăn, có cấm đoán một cái gì không, cái gì không hiểu cái gì về đúng rồi, Trần Trúc làm gì có hiểu về 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 cái Mekong đâu, trời ơi bây giờ ví dụ là bây giờ cái nước người ta ví dụ ở trên thượng nguồn, ví dụ người ta khẩn nông không mưa chẳng hạn, người ta tích trữ được có ít nước thôi, người ta để chạy máy phát điện đúng không, bây giờ coi như là có phải là bây giờ người ta đã nói là người ta phải đảm bảo cái quyền lợi quốc gia người ta đầu tiên đã đúng không, bây giờ cạn nước người ta chạy thủy điện của người ta còn không xong nữa, bây giờ người ta xả nước cứu mấy ông ở dưới hạ nguồn, đó là cái quyền lợi quốc gia của người ta. Cho nên bây giờ ví dụ mình muốn chống được hạn hán ở cao ở ví dụ cái đồng bằng sông Cửu Long chẳng hạn, thì mình bây giờ ví dụ như cái nước mặn ở bên ngoài người ta tràn vào, cho nên phải nói với bạn là nói Trần Trúc là bây giờ thế này, nếu không biết tôi nói các bạn có hiểu không, cái năm ngoái ấy, chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống Cần Thơ họp và mời một số chuyên gia nước ngoài nữa để làm sao bây giờ chống biến đổi khí hậu, bây giờ nước thượng nguồn đổi ít, nước mặn tràn ngập vào nhiều, thì bây giờ ở khu đấy người ta ví dụ có khả năng là người ta có cái phương án là người ta không vùng ấy không trồng lúa nữa mà chuyển sang có nước mặn nước nợ các thứ chuyển sang nuôi tôm ở cái vùng ví dụ là từ Bến Tre nó giật dở ra nó Trà Vinh chẳng hạn đấy, cái vùng 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 biển sâu ở 20 cây số thì mình phải cải tạo đi, thì làm sao để cho nó ví dụ kinh tế mọi người kinh tế nó phát triển lên đấy, cho nên thì đâu phải trồng lúa đúng không, còn cái lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long thì ngày xưa từ ngày xưa giờ người ta thì người dân đồng bằng sông Cửu Long người ta sống chung với lũ người ta cũng quen rồi, chứ cái lũ đồng bằng sông Cửu Long thì nó không sợ như cái lũ ở phía Bắc, cho Trần Trúc này mà không biết ở phía Bắc là cái vùng núi nó nhiều cho nên có cái lũ quét, chứ ở cái đồng bằng sông Cửu Long làm gì lũ, là lũ nó lên từ 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 không có lũ quét đấy. Mà cái có một cái thời gian người ta đã đắp đê đắp nước tất cả các thứ và đưa những người dân từ cái vùng ở ngoài ấy vào trong, cho nên là mày, Trần Trúc là mày đâu có biết một cái gì đâu đúng không, bây giờ cho nên là Trần Trúc mày có biết là có ủy ủy ban về cái sông sông Mekong này, nói Trương Định này ở cái tuổi anh nhé, mẹ trên 50 năm 5 56 rồi, hàm răng như thế này là quá tốt, mày đừng có coi như mày không còn cái gì để nói nữa, bây giờ mình nói là răng với lợi tất cả các thứ, cho bây giờ này giờ thì cũng khuya rồi mà nói chung là chương trình cũng chỉ còn khoảng 3 4 phút nữa thôi, rồi xin bây giờ mời một người khách nữa thì lên, thì nói chung là cũng ít thời gian quá mà nói chung cũng khuya rồi đấy, hiện nay chỉ còn hết còn cỡ khoảng 4 phút nữa rồi. Thắng Phạm mà tăng lên chín củ nó ngon rồi, để nói chung là chín củ thì tích trữ để ví dụ từ mùng 1 tháng 1 năm 2019 luật an ninh mạng nhà nước mình bắt đầu thực hiện thì nói chung là không được củ nào nữa đâu, nhà nước mình không trả đâu, bây giờ coi như anh em mình lên bẻ răng ba ba que thì mới được trả coi như 3 củ một tháng,
mà em là dư luận viên kiểu cấp trung bình được tăng lên chính củ là tốt rồi, cho nên mình để dành để sau này ví dụ như nhà nước không trả lương có tiền mà sống nhá. Rồi xin còn mấy 2 3 phút thôi, xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn một đêm ngon giấc, chào mấy các bạn ở bên phía đối lập và tất cả các bạn bà con ở Việt kiều bên kia có ngày làm việc vui vẻ. Vâng, hẹn gặp các bạn trở lại vào tối thứ tư tuần tới. Rồi xin chào các bạn nhé.